đừng tâm tạng rồi, quá tuyệt vời. Không, à, đây là tình yêu thương của khán giả, à, mong muốn là như vậy, hy vọng là cậu cũng là như vậy. Đúng rồi. Quá tuyệt vời. Rồi cô ơi, cho con chụp trái nè cô ơi. À, cô mà mỉm cười cái con chụp cái bức cho đẹp đẹp con. Dạ, quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Trên cả tuyệt vời. Cô đến từ đâu? Quận 9 thành phố Hồ Chí Minh, cũng Sài Gòn lên cô chú anh chị ơi. Dạ, dạ, dạ. Cô cứ coi thôi, tự nhiên đi cái đó là những kỷ niệm, những hình ảnh mà lưu lại kỷ niệm của ông kia đâu. Ông kia gọi là cả tài xế, ông gì nhảy nè. À. Điên. Điên do nhập cái gì? Chắc vậy. Nhảy lại thấy nhảy được không? Dạ. Cô đang xem album mà con. Đang xem. Album đẹp không con? Đẹp. Mình thấy những cái bức hình trong album này thì giống những cái vở tuồng của nghệ sĩ Vũ Linh vậy không con? Giống Tần Chiêu Đế nè. Dạ. Yeah. Không hỏi rồi vốn luôn. Trong điện thoại cô là nhiều hình lắm hay cô kể đúng không? Có hình. Đó, những cái vở tuồng. Chú là thang hồ của chú ơi. Bây giờ mình nhìn những cái bộ hình này mình có xúc động không cô? Cô cảm thấy xúc động không? Vở tuồng nào? Đó. Cảm thấy nhưng mà theo như con nghĩ nếu mà những cái hình ảnh trong đó họ để cái vở tuồng. Dạ. Gương mặt có tâm ha. Dạ. Đang mặt. Gương mặt có tâm đúng không? Trời ơi, đúng rồi. Dạ. Chào mấy cô chú về biến cầu năm là mấy cô chú được vô hình ha. Cô tư luôn. Đẹp quá ha, quá đẹp. Cái này đội cái gì đó con, giống cái đồ Vương Niệm nha. Cái gì đó con? Đội Mão nè. Đội Mão ra chứ. Cô có biết là nằm đội Mão này nằm trong vào cái bộ áo này, nó nằm trong cái vở tuồng nào không cô? Tần Chiêu Đế đó. Tần Chiêu Đế hả? Phải không cô? Còn cái bộ cái này, này là cuối nè. À, tập 16 Tần Chiêu Đế nè. Tập 16 luôn hả? Cô nhớ kỹ quá nha. Còn cái đây cô? Ở đây là Phù Sai. Vua Phù Sai. Ngô. Vua Phù Sai hả? Phù Sai nè. Còn cái vở này nó nằm trong cái vở nào vô cái này. Thôi là này trong cái nào vô. Giống như mà đánh với Dương Quý Phi. Cái hình này nằm trong cái tấm hình bự đó lắm. Trùng luôn. Wow, đẹp quá chứ gì. Thôi, đẹp ha. Quá tuyệt vời luôn chú chị. Màu đỏ. Màu đỏ. Không thì em cúng tôi. Đó này nha. Mới có hình nè. Mới có hình là dạ, mới có hình hồi sáng á cô. Là mã hồi lúc 24 dạ. Tháng 5 dạ, đúng không? Dạ đúng rồi cô. Được 2 ngày rồi đó cô. Dạ. Một bên cuốn sách đó cô. Cuốn sách cái này cô ơi. Đây. Dạ, cô để đây cũng được. Cô để đây. Dạ. Dạ rồi, ok rồi. Dạ. Rồi, ok cô ạ. Mới đi vòng vòng tham quan đâu đây tham quan đây để chụp giúp cô con bé con cạo được cô chụp cái hình nó nổi lên dưới đây rõ ghê không đang suy tư gì đấy. Có sao không cô? Té có sao không? Cô mới bị gãy chân nên cô. Ôi trời. Bây giờ cô gãy chân cô thay. Chào cô. Chào cô. Từ đâu đến đây ạ? Ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Hồ Chí Minh. Vâng. Cô có thể có đối mà ý nghĩa nó đóng là dài chín thục. Cô, hồi nãy cô đi cô bị té xe vậy, hiện tại là cô có bị sao không? Chân có sao không? Cũng tạm được. Dạ. Bây giờ con đang muốn hỏi cô cái vấn đề này. Cái vấn đề mà hôm giờ Hồng Loan á, Hồng Loan nó kêu
không cái thường đó của ông ta chấp á, vậy đó của gia đình cô chỉ nghe thoáng thôi à, nhà nước nó xử mới đúng hơn, còn mình không biết nghe không biết thì ta có nói chuyện vui đây, chuyện vui nhà mời cho anh Linh đã là đúng cái nội mà ta nên đề cập, không biết coi chỉ coi yêu quý cậu năm thôi ha. Đó, bây giờ cô đây rồi, cô đi, cô bị té xe thì bây giờ mình hỏi thăm cô đi, cô xuống đây bây giờ té hỏi thăm cô nè, cô nãy cô bị quẹt xe nè, còn cái việc của gia đình thì mình bỏ không bên đi, tại tới mộ của chú thì hỏi thăm mộ của chú đi đó. Bây giờ hỏi thăm cô nè, bị té xe luôn nè, cô bị té xe đó cô chú rất là lý cái ngôi nhà mới mà mấy chồng già bị cào thì thôi, đó là quan niệm nhá, qua bông hoa được quá nhiều bức bức cờ mấy của em là tự ghi âm luôn á, ai điện là tự ghi âm luôn. Phải chụp hình lưu niệm gì không? Con lấy cái kem nó chụp vô mà cái điện thoại nó mới đem đi cho mẹ chụp kia tao. Ủa cô ơi mình bị tạm biệt đi nha. Cô vô. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Đi nay mát người mát nữa ghê ông trời. Mát người luôn. Cô vậy lát về sao con? Cô Trinh. Về đây bà con nhận đến đông đủ. Đi ra đi đây bà chú vậy. Không có. Không có. Không có. Không có. Tại vì sao sáng gì cũng là chính như ở đây người nhà lên mà với nhà mọi người thì lính người thân sẽ lên để chia vui thế là không chờ thêm cái vở tuồng này cảm động cho nên là muốn làm cái hình này để là chứng kiến đến chú không quý vị. Tấm hình rất đẹp nha cô chú anh chị và các bạn. Nghệ sĩ Vũ Linh bên đàn Dương Trầm có đôi cánh thiên thần nha cả nhà. Gia đình Ami kính dân. Rất là vui, rất là vui, rất là vui.